qua, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền luôn góp tiếng nói chung của Đài Tiếng Nói Việt Nam, là những chương trình phát thanh đậm hồn dân tộc, phát huy và truyền bá cái hay, cái đẹp vào kho tàng dân ca, dân nhạc Việt Nam. Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca. Tiếng sướng của phát thanh viên từ những chương trình đầu tiên ấy vang lên chuyển đi khắp cả nước. Giây phút ấy, ai cũng thấy đầy vinh dự, tự hào. Tiếng nói Việt Nam không chỉ có tiếng nói trong trẻo ngân vang mà còn có tiếng hát rộn ràng, bay bổng mỗi ngày trên sóng. Trong những tiếng hát ngọt ngào ấm áp, từ những buổi đầu tiên ấy không thể thiếu tiếng hát dân ca, một loại hình nghệ thuật mang quốc hồn, quốc túy của dân tộc. Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 60 năm phát sóng chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống cùng những giọng ca của các nghệ sĩ đã và đang công tác tại đoàn ca nhạc, nay là nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đào ly có một cành. Cùng với các chương trình phát thanh, ca nhạc, văn nghệ, tiếng hát dân ca đã theo làn sóng suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ. Từ một chương trình trong một tuần, rồi một ngày, cho đến nay đã có hàng chục chương trình phát sóng mỗi ngày trên tất cả các hệ phát thanh. Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khắp nơi đàn hát dân ca. Tôi nhớ nữa là tôi và anh Hoàng Điền 3 đêm liền, tôi đánh máy, anh đọc một cái bản, có thể nói là một cái tập hồi ký của anh Hoàng Điền theo yêu cầu của ông Trần Lâm, tổng biên tập. Thì qua cái đánh máy ấy, tôi mới biết được thêm rằng cái sự thành lập ngay đầu tiên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền đầy khó khăn vất vả. Tất cả các chương trình mới là dân ca và chèo, thì trong đó chèo chiếm quá nửa, chứ dân ca thì chỉ có một vài bài quan họ hoặc là bài cò lả, trống quân, sa mạc, thì dựa trên tất cả các cái bài thơ ở trên các báo thì các diễn viên đều lấy mà hát lại để làm cho đủ chương trình. Cái vai trò của cái phòng dân ca nhạc cổ của Đài Tiếng Nói Việt Nam xuyên suốt 60 năm, trên nửa thế kỷ ấy, cái phòng này nó đã làm được rất nhiều việc cho giáo dục thẩm mỹ con người. Nó đem đến cho người nghe những cái giá trị
nghệ thuật dân gian truyền thống, không có cái chuyển tải qua cái phòng dân ca này đó, thì tôi nghĩ rằng là coi như là sự quảng bá về cái giá trị của văn nghệ dân gian nó đã mất đi rất nhiều. Không thể nào chỉ trong một nhà trường nào có thể giảng đủ hết, trong trường nhạc cũng không thể giảng nào, chỉ có qua cái Đài Tiếng Nói Việt Nam thì người nghe người ta mới thấm bất kỳ giờ nào, phải không? Để trong nhà, trên ô tô, trên ngoài tất ngoài ngoài đồng ruộng, đâu đâu cũng có thể nghe được dân ca cả. Thì cái vai trò của cái phòng dân ca này thì tôi cho đóng góp rất lớn. Rất vinh dự cho những người làm dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam năm nay kỷ niệm 60 năm thành lập. 60 năm qua, dù bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy thì Tiếng Nói Việt Nam vẫn đến với lại thính giả cả nước. Cùng với Tiếng Nói Việt Nam là các chương trình âm nhạc, trong đó có dân ca và nhạc cổ truyền. Chúng tôi, những người làm dân ca trên sóng phát thanh, rất là vinh dự, tự hào khi tất cả những tiết mục dân ca của 40 dân tộc anh em cũng như các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc dân ca của cả ba miền đất nước đều được lên sóng, đều được đến với thính giả hàng ngày, hàng giờ. Từ một chương trình trong một tuần, đến nay chương trình dân ca đã có hàng chục chương trình trong một ngày và có đến gần 300 chương trình trong một tháng. Những ngày đầu tiên ấy, không thể không nhắc đến các giáo sư cố vấn, các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ tiền nhiệm. Trong bối cảnh đất nước còn khó khăn nhưng vẫn hăng hái thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, có người còn, người mất và đầu đã hai màu tóc nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết nhớ về những năm tháng xưa. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang sống trong không gian của chương trình Bàn Tròn Âm Nhạc với chủ đề nâng cao chất lượng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng phát thanh nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị của âm nhạc truyền thống. Và câu hỏi đầu tiên, Thúy Thúy xin phép được hỏi nhạc sĩ Thao Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam. Thưa nhạc sĩ, hồi bé thì nhạc sĩ có hay nghe các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền không ạ? Thưa chị Thúy Thúy, là tôi nghe sớm lắm. Từ cái lúc nhỏ tôi đã nghe rồi. Vì cái cuộc đời của tôi nó gắn với cái câu dân ca này. Thực ra cho đến bây giờ cũng vậy thôi. Vì tôi luôn luôn coi cái buổi phát thanh dân ca và nhạc cổ truyền nó như là cái nguồn sữa của người mẹ đối với tôi. Vì nó quá nhiều những các những thứ mà chúng tôi cần học tập, chúng tôi cần tìm đến và cần tiếp cận. Và trong suốt cả cuộc đời làm việc về nghiên cứu về âm nhạc dân gian truyền thống thì không có cái tư liệu nào mà chuẩn, tốt và phong phú được như là cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền của đài chúng ta suốt bao nhiêu mấy chục năm nay. Thưa nhạc sĩ Lương Nguyên, chắc hẳn là ông vẫn còn nhớ những tháng năm mà ông đã cùng với các đồng nghiệp của mình lặn lội sưu tầm dân ca ở khắp mọi miền trên đất nước để rồi những tiết mục đó đã được ngân vang trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đúng không ạ? Cái chương trình dân ca nó có cái phức tạp là nó phải đi đến tận nơi để đi điều tra bài vở, rồi thì là thu thanh, rồi ghi âm, rồi viết thành nhạc bản, rồi tổ chức ca sĩ hát, rồi thì là có những cái bài dân ca thì do các nghệ nhân hát. Thì tôi nghĩ là có cái cuộc hành trình nó kéo dài và nó rất là gian khổ. Thì tôi mới thấy là cả cái cuộc hành trình của mình, đồng bào đã đóng góp cho Đài Tiếng Nói Việt Nam một cái kho tàng, một cái kho di sản đáng quý mà vô tư. Cho nên là bà con ở Thanh Hóa, ở Đông Sơn hát cả cái kho tàng hiến dâng cho mình, một cái vô tư. Ông cứ hát cho ông nghe, ông thu thanh về, ông muốn dùng vào việc gì thì dùng. Thưa nhà báo Trần Đức Nuôi, giáo sư tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh đã nhận định rằng các chương trình dân ca trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã góp phần rất lớn trong việc bảo tồn các loại hình dân ca. Vậy thì ông có nhận xét gì về ý kiến này ạ? Cái thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì rất thích, rất yêu chuộng và rất gắn bó với cái chương trình dân ca của chúng ta. Và ở đó nó có cái là thư thính giả trước những năm của thế kỷ 20 ấy, năm 70, 80, 90, thế kỷ 20 đang còn thư thính giả về dồn dập thì phải nói rằng là trong hàng vạn bức thư trong năm thì thư của thính giả về dân ca chỉ đứng sau những câu hỏi về chế độ chính sách thôi. Cho nên là rất là cao và rất là quan tâm. Thứ hai nữa là thính giả của dân ca thì lại vừa là cái người nghe, người thẩm thấu, nhưng là người lại là phê bình, góp ý. Và lại cũng là người là tác giả của các cái làn, đặt lời cho các cái làn điệu dân ca. Cho nên cái thính giả
đối với chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam nó hết sức gắn bó. Vâng thưa ông, hướng tới kỷ niệm 60 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông có một lời chúc hay là một lời chào hay những lời chia sẻ gì gửi tới chương trình nhân dịp kỷ niệm này không ạ? 60 năm chương trình dân ca và hơn 60 năm bắt đầu chúng ta hát dân ca ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, và một cái truyền thống rất dày ở trong 70 năm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đã đạt được một cái thành quả rất là lớn, và đúng như Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có lần tổng kết rằng là làn sóng quốc gia Tiếng Nói Việt Nam là nơi bảo tồn, phát huy và giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong có sự đóng góp rất lớn của dân ca. Nhân dịp này chúc cho dân ca nhạc cổ truyền của chúng ta là giữ vững được, phát huy được và làm mới được cái chương trình, mở rộng được chương trình, và trước hết các bạn phải có một sức khỏe, phải có cái sự may mắn và hạnh phúc gia đình. Chúc các bạn thành công. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Trần Đức Nuôi. Sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, đất nước lại chịu cảnh chia hai miền Nam Bắc. Bao thế hệ trẻ lên đường ra mặt trận, người bạn đồng hành cổ vũ khích lệ họ là những chương trình dân ca như Nhắc Nhớ Quê Mẹ Cần Các Anh, Quê Hương Là Nền Tảng Hậu Phương Vững Chắc. Vĩ tuyến 17, nơi con sông Bến Hải chứng kiến bao sự kiện của đất nước, bao chiến công và cả sự hy sinh. Nhiều chiến sĩ của chúng ta dũng cảm, kiên trung, gan dạ là vậy mà nước mắt lưng tròng khi nghe những bài dân ca hay, đặc biệt chất giọng ngâm thơ Bình Trị Thiên đặc sệt của nghệ sĩ Châu Loan, lúc ngâm bài thơ Bầu Ơi của Tố Hữu, rồi Đêm Nay Bác Không Ngủ của Minh Huệ, Đất Nước của Nguyễn Đình Thi hay Nhớ Con Sông Quê Hương của Tế Hanh. Chương trình dân ca trên sóng phát thanh đúng là đi theo nhịp trường chinh bi hùng của đất nước. Mấy chữ sông nước đã về ta. Năm 1978, lần đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh và phát sóng tiếng hát của nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Giờ đây, tiếng hát ấy đã là di sản quý giá, là hồn cốt của văn hóa dân gian, dân tộc. Giạt nước canh bèo bấy lâu nay đinh đinh giạt nước canh bèo đã từng tí lưu lạc, đã từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân. Bên cạnh việc trải đều và rộng khắp các vùng miền, các chương trình cũng đi vào chiều sâu, khai thác những giọng hát vàng của nền âm nhạc dân tộc. 60 năm qua, những giọng hát ấy luôn là điểm sáng trong văn hóa dân tộc. Hàng triệu thính giả không thể quên các giọng hát như Kim Đức, Minh Tâm, Như Hoa, Kim Thoa, Hồng Ngát. Các giọng ca Huế, Châu Loan, Hồng Lê, Lài Tâm, Minh Phúc, Hoàng Thanh. Các giọng ca cải lương, Trang Nhung, Thúy Đạt. Bên cạnh những giọng hát là người nhà đài, giọng hát của các nghệ sĩ là cộng tác viên cũng không thể không kể đến như Thanh Huyền, Thu Hiền, Kiều Hưng, Mạnh Tưởng, Thanh Hoài, Khắc Tư, Minh Vương, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Thúy Cải, Thúy Hường, Dương Liễu, Thủy Tiên, Hồng Năm, Văn Hồng, Điệp Nữ, Tiến Dũng, Lệ Thanh. Có thể nói rằng tất cả những giọng hát dân ca hay của mọi miền đất nước đều hội tụ trên làn sóng phát thanh. Họ đều là những cộng tác viên thân thiết của chương trình dân ca. Họ làm nên thương hiệu của dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam, và cũng chính Đài Tiếng Nói Việt Nam chắp cánh nâng bước để các nghệ sĩ trưởng thành có được nhiều phần thưởng cao quý. Phải nói là Thúy Mùi thì cũng rất là may mắn là được cộng tác với đài từ cái lúc mà còn 14-15 tuổi. Bây giờ thì vẫn còn nhớ như in là cái cảm xúc của cái lúc mà lần đầu tiên thu Đài Tiếng Nói Việt Nam một cái bài dân ca về Ninh Bình. Thực sự là cũng rất là run, nhưng mà lại rất là sung sướng vì là được hát trên đài. Cho đến bây giờ thì rất nhiều năm rồi, mặc dù là cũng đã trưởng thành trên sân khấu bằng sàn diễn, bằng đạo diễn, bằng rất là nhiều các cái công việc, nhưng mà
vẫn không quên để cộng tác với đài. Trong số các thế hệ nghệ sĩ, tác giả, biên tập viên của phòng dân ca từ những thời kỳ đầu ấy, còn có chân dung của một gia đình mà hai thế hệ cùng tham gia công tác và đóng góp trong sự nghiệp phát thanh, dân ca và nhạc cổ truyền. Đó là gia đình nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Với hơn 30 năm công tác, hiện nay nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã nghỉ hưu và cô con gái của chị là biên tập viên Thúy Thúy giờ đã trở thành một nữ nhà báo phát thanh dân ca. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật dân tộc, nên ngay từ khi còn nhỏ, âm nhạc đã luôn vang lên bên tôi. Và đặc biệt, tôi đã được bố mẹ của mình truyền cho tình yêu đối với âm nhạc dân tộc truyền thống. Tôi xin được thay mặt các biên tập viên hiện đang công tác tại phòng dân ca, xin được kính chúc các bác, các cô, các chú, biên tập viên đi trước lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Mong rằng các bác, các cô, các chú tiếp tục yêu thương, tư vấn và giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn nữa về tư liệu cũng như kinh nghiệm trong dân ca và nhạc cổ truyền. Thế hệ trẻ chúng tôi ngày hôm nay nguyện sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống tốt đẹp của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam, tiếp tục yêu nghề, đam mê hơn nữa công việc của mình để luôn luôn cống hiến cho các chương trình phát thanh đạt chất lượng cao nhất, đem tới thính giả những món ăn tinh thần bổ ích và không thể thiếu được hàng ngày. Từ khi thành lập đến giờ, chương trình đã truyền tải tất cả những các làn điệu dân ca đến với người dân, và làn điệu dân ca là hồn cốt của dân tộc. Tôi là một thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì không phải từ bây giờ mà ngay từ tấm bé, tôi đã yêu mến các cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Là một khán thính giả trẻ thường xuyên theo dõi các chương trình dân ca và âm nhạc cổ truyền phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì bản thân tôi thấy rằng dân ca như một món ăn mà hàng ngày tôi không thể thiếu. Tôi mong muốn rằng là có thêm nhiều chương trình dân ca với khán thính giả trẻ để giới trẻ được tiếp cận với âm nhạc truyền thống và để họ thêm yêu hơn âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh việc gìn giữ vốn cổ truyền thống, những người thực hiện chương trình dân ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng ý thức rằng mình cũng là nhà báo, phải làm tốt nhiệm vụ chính trị là tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền và phát huy vẻ đẹp trong văn hóa, trong ngôn ngữ Việt. 60 năm qua, đều đặn hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng, các chương trình dân ca với đầy đủ các loại hình nghệ thuật theo cánh sóng vươn xa tới với thính giả cả nước. Chính rõ ràng này thì đã là 5 tháng đã qua và cho đến bây giờ thì cái kho băng về lưu trữ về dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam là rất là phong phú, rất là lớn. Điều đó nó thể hiện được rõ là phòng dân ca và nhạc cổ truyền của VV3 ấy, hiện tại thì đang đi một cái bước đi rất là vững chắc, luôn luôn coi trọng cái việc mà lưu giữ những cái kho báu của cha ông để lại về dân ca dân nhạc. Trong tương lai ấy, thì phòng cũng sẽ nhiều cái đổi mới, ví dụ như là sẽ đặt ra những cái tiêu chí về những cái format chương trình thay đổi, để làm sao mà thu hút được cái lượng khán giả này, đồng thời là có cái trách nhiệm làm sao mà giới thiệu càng nhiều càng chất lượng hơn về cái kho báu về nhạc dân ca và cổ truyền Việt Nam. 60 năm qua, những người làm công tác biên tập chương trình dân ca cũng như các nghệ sĩ thể hiện cũng hết sức tự hào bởi có hàng vạn lá thư của đồng bào chiến sĩ và kiều bào gửi tới chương trình. Không chỉ là những lời động viên góp ý, những yêu cầu nghe lại tiết mục mình yêu thích mà còn làm thơ tặng dân ca. Xin lấy 4 câu thơ mới nhất của thính giả Nguyễn Văn Chiêm ở Long Khán, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh vừa gửi tới phòng dân ca thay cho lời kết chương trình này. 60 năm phát triển, 60 năm tự hào, tình nghĩa sâu như bể, dâng niềm vui dạt dào.